19 con chó do mắc bệnh dại và nghi mắc bệnh dại đã được cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiêu hủy từ đầu năm 2024 đến nay. Trong đó, huyện Chư Quynh có số chó bị tiêu hủy cao nhất lên đến 13 con. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận toàn tỉnh có 5 trường hợp tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay. Hiện nay, tình hình thời tiết tại Đắk Lắk vẫn đang diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài, nên người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm. Người dân nếu bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm kháng huyết thanh và vaccine phòng dại, đồng thời theo dõi diễn biến sức khỏe để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.